Ok, mình đã sai về Apple rồi các bạn ạ. Cách đây một vài hôm thì mình đã lên một video để nói về là nhiều khả năng chúng ta sẽ không có một sự kiện vào tháng 10. Bởi vì bao nhiêu năm nay chúng ta có một sự kiện nào vào tháng 10 đâu. Sự kiện chính thức của Apple sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 10 sắp tới, mang tên là Nhanh Phát Sợ, Scarily Fast. Nó sẽ mang lại cho các bạn những dòng sản phẩm gì? Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Để mà biết về cái sự kiện mới nhất của Apple này thì đây không phải là một sự kiện diễn ra âm thầm. Cách đây một vài tuần thì họ đã giới thiệu cái con Apple Pencil mới bằng cách là gửi thông cáo báo chí, chấm hết. Họ cũng nhiều lần làm điều này rồi. Nhưng mà đây là một trong sự kiện khá là hiếm hoi mà họ giới thiệu cũng như là gửi thư mời đến nhiều đối tác truyền thông trên toàn thế giới. Ban đầu khi mà mình nhận được cái thư mời này thì mình nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cái sự kiện để ra mắt nhẹ nhàng thôi, và có thể nó sẽ chỉ liên quan đến những dòng iPad. Nhưng thực tế thì mình đã nhầm. Bởi vì nếu như các bạn vào những cái trang như là apple.com, event, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là cái logo của chúng ta nó không chỉ là logo táo nữa, mà còn là logo Mac. Cái điều này minh chứng một việc là chúng ta chắc chắn khoảng 90% là sẽ có những dòng Mac mới. Nhưng liệu nó có phải là những chiếc MacBook hay không thì cá nhân mình lại không tin vào điều này. Mình đang thiên về con iMac 24 inch mới nhiều hơn, và có thể là trong sự kiện lần này chúng ta sẽ có iMac 24 inch mới. Nhưng chẳng lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục được lắp những con chip cũ vào hay sao? Thì có thể vào ngày 30 tháng 10 này theo giờ Mỹ, chúng ta sẽ có một line up chip hoàn toàn mới. Để mà họ có thể làm cả một cái sự kiện online như thế này thì có thể chúng ta sẽ có con chip M3, M3 Pro, M3 Max hoặc thậm chí là M3 Ultra. Có thể là M3 Ultra thì người ta sẽ giữ đến sự kiện WWDC năm sau. Còn đến thời điểm bây giờ thì chúng ta có quyền mong chờ vào những con chip M3 mới. Với Scarily Fast thì mình nghĩ rằng đây là một cái sự kiện mà Apple họ muốn gắn bó với cái dịp lễ Halloween ở phương Tây mà thôi. Bởi vì Halloween thì chúng ta thường gắn bó với những trang phục, với những phục trang, với những cái thứ nó hơi đáng sợ một chút, đúng không? Còn ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng đây là cái thời điểm mà chúng ta gọi là tụ tập nhau đi chơi, đi ăn, đi uống, và lâu lâu thì ở một vài những cái trường mầm non quốc tế thì họ sẽ có những cái ngày để hóa trang, xin kẹo này nọ các thứ. Và bởi vậy, để chúng ta có thể chơi bời được trong những thời điểm này thì có lẽ tốt hơn hết là các bạn nên sắm cho mình một chiếc điện thoại mới đi. Bởi vì nếu trong những thời điểm này chúng ta có điện thoại chụp đêm nó không ngon ấy thì có thể nó sẽ hơi vấn đề một chút. Thì mình xin 5 phút dành cho quảng cáo nha. Những dòng sản phẩm thế này thì các bạn có thể xem ở XT Mobile nha. Tất cả đường link mình sẽ để ở trong phần comment cũng như phần mô tả. Kể cả những chiếc MacBook, những chiếc iPhone 15 mới nhất, hay thậm chí là cả những chiếc iPhone 14 Pro Max nữa. Ở XT Mobile thì các bạn cứ yên tâm là có cả hàng chính hãng nha, chứ không phải đến đây là chỉ có hàng cũ hay hàng xách tay như các bạn thường nghĩ đâu. Thì các bạn đừng quên là truy cập vào đường link phía bên dưới, mình sẽ ghi ở trong phần comment và phần mô tả. Các bạn chỉ cần bấm vào là đến ngay với XT Mobile rồi. Thực ra thì những năm trước đây thì Apple thường giới thiệu những dòng sản phẩm này gọi là có chip mới. Nhưng mà cái chip mới này thì nó lại là những con chip đã được ra mắt từ đầu năm rồi. Và sau đó họ mới lấy những con chip này và bỏ vào những con iPad, bỏ vào những con MacBook, chấm hết. Ví dụ như là cái việc họ có iPad Air 5 mới, đúng không? Họ bỏ thêm con M1 vào. Thì có thể đến thời điểm bây giờ chúng ta có iPad Air 6 chẳng hạn thì họ cũng sẽ bỏ con M2 vào thôi. Chứ còn rất hiếm khi Apple giới thiệu một cái dòng chip mới hoàn toàn. Kiểu như là chúng ta mong chờ một con M3 chẳng hạn. Đó. Thì đó, thì mình rất hiếm khi Apple làm điều này bao giờ. Tất nhiên là họ đã có những tiền lệ rồi. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây thì theo như cá nhân mình quan sát thì có thể là chưa có điều này. Và bởi vậy nên là nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ có những dòng iPad Air mới và iPad Mini mới mà thôi. Một trong những dòng sản phẩm mới nhất đó chính là iPad Mini. Và iPad Mini để mà chúng ta có được một sức mạnh thật sự là tốt thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ có hai dòng chip được chăng. Và iPad Mini theo như mình dự đoán thì chúng ta vẫn sẽ có một cái hệ thống thiết kế tương tự như những đời trước mà thôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ được trang bị vào đây có thể là con chip A16 hoặc có thể sẽ là con chip A17 Pro. Nghe con nào hợp lý hơn các bạn nhỉ? Bởi vì ở thời điểm tháng 1 năm 2023 thì Minchi Kuo cũng đã có nói rằng là quý 1 năm 2024 chúng ta sẽ có một cái dòng máy tính bảng mới được Apple sản xuất. Mặc dù Minchi Kuo có nói vào tháng 1 là có thể là cái dòng sản phẩm iPad mini mới thì sẽ được update và được sản xuất diện rộng vào quý 1 năm 2024. Nhưng sau đó vào tháng 8 năm 2023 thì Stream Apple Pro, một leaker đến từ Việt Nam, cũng đã có nhắc lại rằng là iPad mini 7 sẽ có thể được ra mắt vào quý 4 năm 2023. Tương tự như vậy với Bloomberg thì họ cũng nhấn mạnh rằng là những cập nhật liên quan đến iPad mini và iPad Air hay bất cứ dòng iPad gen nào mới thì cũng sẽ chỉ liên quan đến cấu hình bên trong mà thôi. Ở trong video lần trước thì mình cũng đã nói khá là kỹ về những sự nâng cấp này rồi. Thì nếu các bạn nào quan tâm thì có thể xem lại video đó nha. Còn ở thời điểm bây giờ thì mình sẽ nhấn mạnh lại cho các bạn một chút là chúng ta sẽ có những cái gì. Nhiều khả năng là chúng ta sẽ có, thứ nhất đó là iPad mini mới.
Mini 7 thì có thể chúng ta sẽ sử dụng một trong hai con chip, đó là A16 hoặc A17 Pro. Thứ hai là chúng ta sẽ có iPad Air mới, có thể sẽ là iPad Air 6 và có thể là nó sẽ sử dụng chip Apple M2 luôn. Và thứ ba là có thể là chúng ta sẽ có iPad Gen 11. Không, cái này mình không chắc đâu. Hai cái dòng sản phẩm nhiều khả năng chúng ta sẽ có mới, có thể là 80-90% rồi. Đó là iPad Mini 7 và iPad Air 6 nha. Thì các bạn nhớ lưu ý kỹ hai cái này. Thì các bạn đừng quên comment phía bên dưới. Và đừng quên là subscribe và bấm chuông cho kênh của mình nha, để biết được rằng là bọn mình có đoán đúng hay là không. Với sự khó đoán này đến từ Apple thì mình nghĩ rằng nhiều khả năng ấy, chúng ta sẽ có một con iMac 24 inch mà có thể sẽ chạy chip M3. Mình thì mình vẫn mong rằng là Apple sẽ không giới thiệu chip M3 ở trong sự kiện lần này, bởi vì mình nghĩ con chip M3 nó xứng đáng có một cái sự kiện nó to hơn, nó được gặp mặt ở người thông thường hơn, chứ thay vì là sự kiện hoàn toàn được làm online. Và nó xứng đáng với một cái dòng lineup máy tính sách tay MacBook hoàn toàn mới, chứ không phải là một cái sự kiện online được lắp vào những con máy cũ như vậy. Và đến thời điểm bây giờ chúng ta chưa biết thêm bất cứ một thông tin nào liên quan đến sự kiện sắp tới của Apple. Nhưng với cái việc là họ gửi thư mời trực tiếp đến cho nhiều creator trên toàn thế giới, trong đó có mình ấy, thì mình nhận ra rằng là có thể đây sẽ không chỉ đơn giản là một cái sự kiện lắp một con chip hơi mới vào một con máy cũ, mà có thể là nó sẽ là một con chip hoàn toàn mới, đó là con chip M3. Vậy thì các bạn mong chờ điều gì? Đừng quên để lại ý kiến cho mình bên dưới nha.